Đa số các họa hậu thế giới cũng như họa hậu Hoàn Vũ đều có những ekip riêng để phụ trách các vấn đề về dinh dưỡng, tập luyện, chăm sóc, sức khỏe, vóc dáng cũng như làn da của mình. Dễ thấy, họ đều là những người có vẻ đẹp rất là khỏe mạnh, tự nhiên và gợi cảm. Em tin tưởng rằng sức khỏe tối ưu là bắt nguồn từ dinh dưỡng và việc bổ sung dinh dưỡng. Theo đó thì việc bổ sung các thực phẩm và các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng sẽ khiến cho cơ thể tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh. Đồng thời kết hợp với cả tập luyện thể dục và có những thói quen hợp lý sẽ khiến cho con người càng ngày càng khỏe mạnh và có thái độ tự tin nhất trong cuộc sống. Theo em, ngay cả những người đã có một chế độ dinh dưỡng tốt nhất cũng không thể cung cấp đầy đủ các lượng vitamin và chất khoáng cho cơ thể mỗi ngày. Vì thế, việc bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể là một yếu tố rất cần thiết và sẽ giúp các bạn có một sức khỏe thật tối ưu.